Từ chỗ chỉ sửa chữa và đóng tàu nhỏ, ở thời kỳ mở cửa, hàng loạt các nhà máy đóng tàu đã tự nâng mình lên, vươn ra, hội nhập, trở thành các thành viên trọng yếu của tập đoàn kinh tế Vinasin. Ở đây, ngoài tàu cá, tàu dầu, tàu cứu hộ, tàu chở container có trọng tải tới 56.000 tấn đã liên tục kéo còi ra khơi. Với bản lĩnh và tay nghề của người thợ Hải Phòng, với trí thông minh và lòng quả cảm vượt khó, họ đã thi đua đạt năng suất và chất lượng cao để chế tạo ra hàng chục con tàu đặc chủng theo đơn đặt hàng của các hãng tàu nổi tiếng. Trên các công trường đỏ lửa đêm ngày, họ đang tổ chức thi đua sáng tạo để từng bước tăng phần trăm tỷ lệ nội địa hóa, để dần khẳng định uy thế và sức mạnh của Việt Nam là một trong năm trung tâm sản xuất tàu lớn nhất thế giới. Cùng với nhà máy đóng tàu Bến Kiền, đơn vị anh hùng lao động thời đổi mới, hôm nay các thương hiệu Bạch Đằng, Nam Triệu, Phà Rừng, Sông Cấm, tên những địa danh oai hùng thuở cha ông chống giặc, càng in đậm trong lòng bè bạn gần xa như những thương hiệu uy tín của thế giới. Bởi đó là cái nôi khai sinh ra những con tàu vượt đại dương. Cùng với sự chuyển đổi công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, ở thời mở cửa, vấn đề không kém phần quan trọng là biết đặt ra chiến lược tạo dựng và tôn vinh thương hiệu. Nhà máy đã mạnh dạn đề xuất với thành phố nhận quản lý đội bóng đá, gắn thương hiệu của mình với sự phát triển của câu lạc bộ bóng đá xi măng Hải Phòng. Do có chính sách đầu tư đúng, trọng dụng được nhân tài, lại có sự hỗ trợ của cả một thành phố yêu say thể thao, nên câu lạc bộ bóng đá đang trên đường thăng tiến. Thương hiệu xi măng Hải Phòng cũng vì thế mà có được những lan tỏa tốt lành. Lặng lẽ trong toan tính, bình thản trong cạnh tranh. Nhưng thực tế cho thấy, từ sau khi áp dụng quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế, cảng Hải Phòng đã có cuộc thay đổi về chất. Đêm giao thừa sáng mồng 1 đã thành truyền thống từ mấy chục năm nay, vẫn là lễ hội thi đua mở màn cho một năm mới của cảng. Hàng trăm sáng kiến cải tiến thiết bị, vận trù hợp lý hóa quy trình bốc xếp, và nhất là việc mở rộng cả chiều xa, chiều sâu của những cầu tàu mới, khu cảng mới, đã góp phần bật mở sức sản xuất. Dù nhiều lần thay đổi mô hình quản lý, nhưng vẫn như những năm nào, cán bộ công nhân viên ngành điện, đơn vị anh hùng lao động thời đổi mới, hôm nay vẫn vững bước và thắp lửa nhiệt thành tự truyền thống. Thành phố mở, các khu công nghiệp lan rộng, các công trình điện luôn đi trước, tạo tiền đề. Hàng loạt các khu công nghiệp lớn đang lan dần ra phía biển. Hàng trăm dãy phố thị tứ, liên thôn liên xã, từ đảo xa đến các vùng quê ngoại thành, đang vào kỳ lộ diện đổi đời. Hãy giữ một lối đi nhỏ vào làng xưa xóm cũ cho sạch. Hãy làm cho tốt việc ứng xử có văn hóa lịch thiệp ở mỗi một lời mời chào trong một mái nhà chung cũng như với cả một cộng đồng. Hãy vì ta và cũng là vì đời tìm ra con đường ngắn nhất để đến đích bằng sự chuyên tâm, cần kiệm, bằng bản lĩnh năng động vượt khó của con người cửa biển. Đó cũng là yêu nước, yêu Hải Phòng. Đó cũng là sự thấm tình của lời Bác dạy năm nào. Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Thực hiện lời Bác, từ phổ thông đến chuyên ngành, chuyên nghiệp, từ phố phường đến hải đảo xa xôi. Ở đâu, họ cũng khẳng định một tư duy lập nghiệp là phải cần sự học.
có sự cầu tiến vững bền mà tươi sáng bởi có được tri thức thật, vì học thật, thi thật. Từ việc trọng dụng thầy cô, tôn vinh đạo học, nên dẫu còn băn bó ở mỗi cung đường, họ vẫn nghiêm túc thực hiện cuộc thi đua hai tốt. Chính vì dạy tốt, học tốt, nhiều năm qua Hải Phòng đã góp cho đất nước hàng trăm nhân tài ở nhiều lĩnh vực. Hơn 100 trường đã đạt chuẩn quốc gia. Cũng từ sự học của các em, sự chăm lo của nhà trường và xã hội, những bông hoa trạng nguyên, những bông phượng đỏ đầu đời luôn luôn làm ấm lòng người gieo hạt. Tôi cho rằng là chính Hải Phòng là một cái nôi của phong trào thi đua yêu nước từ nhiều năm trước đây mà được Trung ương Đảng, Chính phủ công nhận. Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là làm sao để làm tốt công tác thi đua khen thưởng thì trước hết là phải tập trung thật cao vào phát động các phong trào thi đua một cách sâu rộng, thiết thực đến từng tổ chức, từng cá nhân và từng gia đình, và vận động cho mọi tổ chức cá nhân đều thấy rằng phong trào thi đua là cái phong trào rất là quan trọng để mọi người thi đua hăng hái, làm nhiều việc tốt, và phải thường xuyên quan tâm để phát hiện những nhân tố, những điển hình mới. Trên cơ sở đó để chúng ta nhân rộng những mô hình tiên tiến, những cái gương sáng để cho mọi người học tập. Vấn đề nữa là phải quan tâm đến cái chú trọng công tác tuyên truyền, làm cho cái công tác thi đua ngày càng thấm sâu vào ý thức của từng người, và làm cho mọi người nhận thức công tác thi đua là một cái động lực rất quan trọng của quá trình xây dựng phát triển thành phố. Về công tác chỉ đạo, muốn cho hoàn thành tốt cái công tác thi đua khen thưởng thì trước hết là cấp ủy chính quyền, các địa phương, các đơn vị phải coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Đây nó vừa là động lực, vừa là mục tiêu để phấn đấu xây dựng, thực hiện tất cả những chỉ tiêu kinh tế xã hội của từng đơn vị, từng cơ quan, cũng chính là đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội của đất nước và của thành phố. Chúng tôi cho rằng là trách nhiệm trước hết cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên quan tâm, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có chỉ đạo, có sơ tổng kết và có nhân rộng mô hình tiên tiến. Tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta làm tốt công tác thi đua khen thưởng thì sẽ là chính là động lực để chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố từng năm và hoàn thành kế hoạch 5 năm, cũng như chúng ta sẽ phấn đấu về trước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố từ 3 đến 5 năm theo tinh thần nghị quyết 32 của Bộ Chính trị. Người xưa có câu, chân lý tựa như bổn phận. Bởi ở đó, mỗi người đều làm tốt bổn phận sẽ tạo ra chân lý. Trong những công cuộc thi đua vượt khó, thì cuộc thi đua ở trong chính mỗi con người vẫn là cuộc thi đua nhọc nhằn. Bởi người ta có thể nhấc nổi bạn mà khó tự nâng được mình. Nhưng để làm cách mạng, để đem lại hạnh phúc cho cộng đồng, không chỉ là sự cố gắng vượt khó của mỗi một con người. Cũng vì lẽ đó, cả 9 lần Bác về thăm thành phố, người vẫn luôn căn dặn, Hải Phòng muốn làm tốt là phải thi đua. Muốn thi đua có hiệu quả, có sức mạnh, phải đoàn kết. Vì chỉ đoàn kết mới mong tìm được nhiều cách nghĩ hay, cách làm đúng, tạo ra sức mạnh vĩ đại ở thi đua. Biết khơi nguồn sáng tạo ở mỗi cá nhân, biết tạo ra động lực tốt cho một tập thể, biết cố kết cộng đồng, vẽ giấc mơ lớn cho một hành trình dài mà không quên đi những việc tưởng như nhỏ bé tầm thường, mới mong có sức sống nội sinh để thành đạt mai này. Chào thành phố tiếng sông bát ngát, hát trong tôi bao câu ca vui. Chào nhịp sống mới đang sinh sôi, tay ta xây nên bao công trình mới. Một ngày mới ánh nắng trôi lo, thành phố lớn lên theo năm cửa ô. Ngoại thành xanh xanh trong mộng mơ, màu ngói mới thơm như hoa phượng đỏ. Hải Phòng sẽ lớn với đất nước. Về một thành phố mở, tự chung, trọn vẹn, nghĩa tình, vẫn là lối sống đẹp, hành động thiết thực, sáng tạo,
vì Hải Phòng. Phải chăng đó là tâm nguyện của những người vì đời mà dâng hiến hy sinh? Đó cũng là lời căn dặn của Bác Hồ với thành phố biển của chúng ta. Mùa hè ở Hải Phòng hứa hẹn những chuyến viễn du lên rừng xuống biển, nay Đồ Sơn, mai Cát Bà. Mùa hè ở Hải Phòng mở ra những lễ hội độc đáo bên bờ biển như chọi trâu, đua thuyền rồng, thi hoa hậu, những lễ hội ẩm thực đậm đà phong vị biển đảo trong từng miếng ngon, thưởng thức một lần rồi nhớ mãi. Mùa hè ở Hải Phòng đã náo nức với nắng vàng, biển bạc, còn chần chờ gì nữa mà các bạn chưa về? Hải Phòng, thành phố tôi yêu.